nhìn thấy có một chiếc xe bị đâm xuống rộng phản ứng đầu tiên của người đàn ông không phải là cứu người mà là móc ra một chiếc kìm nhanh chóng nhổ chiếc đinh trên đường đi hóa ra những chiếc đinh này là do anh ta đóng vào mấy hôm trước mới bắt đầu anh ta chỉ tùy tiện đặt trên mặt đường nhưng khi phát hiện đinh thường bị xe tải hất bay ra ngoài vì thế người đàn ông liền đóng đinh lên đường xi măng sở dĩ anh ta làm như vậy là để giúp cho việc làm ăn của mình người đàn ông này tên là đại lang anh ta và vợ là tiểu liên mở một trạm sửa xe Gần đây việc xây dựng khu nghỉ mát ở thị trấn được bắt đầu, nên lượng xe đi qua đây ngày một ít. Hai vợ chồng đã lâu lắm rồi chưa làm ăn được gì. Công việc ngày thường của họ chính là một bên ăn cơm, một bên ăn khói bụi. Đại Lang tức giận chạy đến chỗ công trình, muốn tìm cô chủ đổi bồi thường. Trong khi hai bên đôi co, Đại Lang không may đụng phải con gái của bà chủ. Lần này thì xong rồi, không những không đòi được tiền, mà bản thân anh ta còn bị gọi lên đồn cảnh sát phê bình. Đại Lang nói chỉ vì tôi là người vùng khác, mà bọn họ có thể đối xử với tôi như vậy sao? Cảnh sát cường tử nói với anh ta, hạng mục là do chính phủ phê duyệt, người ta làm việc theo đúng pháp luật. Anh dựa vào cái gì mà qua đó gây sự? Đại Long trong lòng rất tức giận nhưng cũng đành bất lực. Anh ta mặt mày ủ rũ về đến nhà. Người vợ Tiểu Liên đang làm hàng thủ công, giá mắt vào đồ chơi với giá 5 won một con, tương đương với ba xu. Bây giờ bọn họ không những không nộp được tiền nhà, mà đến có sống tiếp được không cũng là một vấn đề. Tiểu Liên còn oán trách từ ngày tôi sống cùng anh chưa có hôm này là tốt đẹp cả. Đại Lang lòng đau như cắt, đẩy cửa ra ngoài anh ta đến siêu thị mua một lon bia rẻ nhất người này chính là người đứng đầu trong việc sửa xe trong thị trấn ông chủ tây môn anh ta cảnh cáo đại lang đừng cướp việc làm ăn của mình thì ra buổi sáng lúc đại lang đi từ cục cảnh sát về nhìn thấy xe của một người trên đường xảy ra vấn đề do bệnh nghề nghiệp nên anh đã giúp người đó kiểm tra đại lang nói thay linh kiện là có thể đi thêm mấy năm nữa nhưng tây môn lại nói với người này là bắt buộc phải thay mới toàn bộ đây rõ ràng không phải là phá đám sao tây môn vô cùng tức giận nên mới muốn dạy dỗ cho đại lang một trận nhưng lại không ngờ rằng hôm nay Đại Lang cũng đang nóng trong người. Người vốn hiền lành như anh ta lần đầu tiên đánh nhau một trận, cứ như vậy hai người đã kết mối thù. Hôm đó, Đại Lang đến tổ chức sinh nhật cho bố vợ, nhưng chưa vào cửa anh đã nghe thấy tiếng bố vợ trách móc, nói Đại Lang bất tài như thế nào, biết thế lúc đầu đã gả con gái cho tây môn. Đại Lang nghe xong vô cũng thất vọng liền quay người rời đi. Anh ta một phát đá bay bánh sinh nhật để chút giận. Lúc này thì trạm sửa xe bỗng nhiên có khách, Đại Lang vội vàng trở về. Thì ra là xe của một cặp tình nhân bị miếng sắt đâm thủng lốp, chắc là rơi từ chiếc xe tải trên công trường. Đại Lang đã rất lâu chưa làm ăn gì rồi, hơn nữa nhìn bọn họ cũng khá giàu, vì thế anh ta liền nâng giá lên, lấy hai lốp xe với giá 500.000 won, vì đôi tình nhân kia đang vội lên đường nên đành phải trả tiền. Đại Lang ngân nga khúc nhạc, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Lúc này anh ta trầm ngâm nhìn miếng sắt nhỏ. Buổi tối anh ta nằm trên giường trằn trọc cả đêm. Vì thế nhân lúc trời vẫn chưa sáng, vứt tấm sắt gia công lại trên đường. Hôm sau, Đại Lang còn chưa tỉnh ngủ. Thì Tiểu Liên đã gọi có người đến sửa xe. Là xe của chính phủ, người khách rất hào phóng. Còn đưa cho anh ta thêm 50.000 won tiền bo. Việc kinh doanh cuối cũng cũng có chút khởi sắc. Đại Lang và Tiểu Liên vô cùng vui. Buổi đêm, Đại Lang lại ra công thêm một miếng sắt. Lần này bị Tiểu Liên phát hiện. Tiểu Liên căng thẳng nói. Có phải anh bị điên rồi không? Anh không sợ phải ngồi tù sao? Đại Lang cũng là một người thành thật. Anh ta lo lắng nhớ đâu xe bị xịt lốp thì xảy ra chuyện. Nên đã có tình làm một cái biển giảm tốc cắm ở bên đường những chiếc xe đều giảm tốc trước sau đó mới bị đâm thủng nên cơ bản sẽ không xảy ra sự cố gì bằng cách này một buổi chiều đại lang đã kiếm được gần một triệu won tiểu liên cũng từ không tình nguyện trở nên vui như nở hoa hôm đó xe của cô chủ công trường cũng bị xịt lốp mới bắt đầu đại lãng đã từ chối thay lốp cho cô ta nhưng khi cô chủ nói sẽ trả gấp hai lần thì đại lang cuối cũng vẫn đồng ý dù sao cũng không có ai qua khỏi cửa tiền trong khi chờ đợi cô chủ nhìn thấy đồ thủ công mà tiểu liên làm vì thế đã hỏi một con như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền Tiểu Liên ngại ngùng nói năm won. Bà chủ vẻ mặt ngạc nhiên, không thể tin nổi. Xuất phát từ lòng tốt, cô đã mua một con với giá 10.000 won để tiểu Liên có cho mình một ngày nghỉ, nhưng câu nói này đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của tiểu Liên. Cũng là phụ nữ mà tại sao cách biệt lại lớn đến như vậy? Đại lang thay lốp xong liền đòi 260 vạn won. Bà chủ cảm thấy không hợp lý. Sao các người không đi cướp đi cho rồi? Trước khi đi cô còn tự tin nói, kiểu người như các người xứng đáng cả đời sửa xe. Nghe đến đây hai vợ chồng vẫn không cảm thấy chút tội lỗi nào người vợ thậm chí còn đề nghị hay là đóng đinh vào bê tông luôn như vậy thì không cần ngày nào cũng phải đến nữa đại lang nghe xong cảm thấy cũng có lý bên kia con gái của cô chủ bị bắt cóc cảnh sát hỏi cô có từng đắc tội với ai không cô chủ hồi tưởng lại thì có vẻ nhân viên sửa xe đó nhìn mình không thuận mắt lại cộng thêm có người nhìn thấy tiểu liên mua đủ loại đồ đắt tiền nên cảnh sát cường tử quyết định đi xem thử vừa hai gặp hai vợ chồng lén lút ở bên đường cường tử không nói nhiều liền bắt đại lang lại sau một hồi thẩm vấn cảnh sát không có chứng cứ chỉ có thể thả anh ta về nhưng cường tử vẫn hoài nghi đại lang nên đã tìm đến người bạn thân của anh ta là tây môn hai người thương lượng xong quyết định thay nhau giám sát đại lang buổi đêm tiểu liên ra đục lỗ đóng đinh trên đường bị tây môn nấp trong bóng tối phát hiện hôm sau khi tiểu liên mua đồ thì gặp phải tây môn cô không thèm để ý người đàn ông không đứng đắn này nhưng tây môn lại hỏi cô có cần mua đinh hộ không Tiểu Liên nghe xong ngơ người. Tây Môn nói tiếp, muốn bảo mật cũng được, ngày mai đến tìm tôi. Buổi tối Tiểu Liên bắt đầu chần chọc nghĩ ngợi. Cô hỏi Đại Lang nếu như có người biết chúng ta đóng đinh trên đường, nhưng lại không báo cảnh sát thì phải làm sao? Vậy thì không đóng nữa thôi. Tiểu Liên đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này, bởi vì đường tắt đi nhiều thì sẽ đắm chìm vào đó. Hôm sau Tiểu Liên nhân lúc Đại Lang bận làm việc, liền đi xe điện tìm Tây Môn. Kể từ đó, Tiểu Liên thường ăn vận xinh đẹp, lộng lẫy tối hôm đó đại lang nằm mơ thấy một con ếch xanh bò lên đầu mình sau khi tỉnh dậy đại lang tiếp tục sửa xe bỗng nhiên có tiếng động lớn bên ngoài thì ra có một chiếc xe xảy ra sự cố đại lang nhanh chóng đến hiện trường nhổ từng chiếc đinh ra lúc này anh ngẩng đầu lên xem người xảy ra tai nạn chính là người trưởng khoa cho mình tiền bo tuy nhiên trưởng khoa nhìn thấy đại lang thì vắt chân lên chạy giống như làm chuyện gì có lỗi với anh vậy đại lang nhìn vào trong xe thì phát hiện con gái của cô chủ ở trong đó Lần này thì hay rồi, chuyện đóng đinh không bị phát hiện. Bản thân anh lại trở thành anh hùng vì cứu được cô bé. Phóng viên phỏng vấn bố vợ của Đại Lang, hỏi Đại Lang là một người như thế nào. Đối mặt với máy ảnh, ông lão thay đổi 180 độ, nói anh ấy là một người chín chắn và là một nhân tài. Con gái mình mắt nhìn tốt mới gà được cho anh. Cô chủ vì muốn cảm ơn Đại Lang đã đưa cho anh ta 5000 vạn. Đại Lang không những mua được xe tốt mà còn nâng cấp cả trạm sửa xe. Không cần biết có mở hay không, chỉ cần có người đi qua, anh ta lại lấy làm thú vui. Hai chữ thôi đắc ý nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu thì trong trấn lại xảy một tai nạn hơn nữa người tài xế đâm vào là con gái của ông chủ siêu thị trong lòng đại lang bỗng chốc cảm thấy rất phức tạp tây môn đến mắng cho đại lang một trận anh cứ ôm lốp xe một đời đi đồ thần kinh đại lang không ngờ rằng mình có tiền như vậy rồi mà vẫn bị người khác sỉ nhục anh ta lái xe về nhà thì phát hiện vợ vẫn còn đang đục lỗ đóng đinh nghĩ đến câu hỏi của vợ trước kia đại lang lúc này mới chợt hiểu ra đỉnh đầu mình đã sớm là một bãi thảo nguyên xanh ngắt sau khi về nhà anh ta gào thét lên đòi đốt số tài sản bất chính của mình nhưng người vợ sống chết không chịu vì cô giờ đã đắm chìm trong đó rồi đại lang như lên cơn điên chạy đi nhổ đinh nhưng lại phát hiện có nhổ thế nào cũng không nhổ được những chiếc đinh này không chỉ đóng trên đường quốc lộ mà nó như cắm sâu vào sự tham lam trong lòng của người vợ trong bộ phim hai vợ chồng đều là những người bị cuộc sống dồn đến đường cùng đại lang bản tình không xấu anh đến mảnh đất này vốn là để mưu sinh nhưng lại phải chịu sự chèn ép thậm chí còn bị bố vợ coi thường vì thế anh mới nhận định chỉ có tiền mới có thể cứu rỗi mình đại lang trở nên xấu xa cũng trở nên có tiền nhưng cuối cùng lại phát hiện bản thân mình bị cắm sừng khi anh muốn quay trở lại cuộc sống bình thường thì lại phát hiện người vợ đã nhún sâu vào trong đáy dục vọng không thể thoát ra